X51 Story mến chào quý thính giả. Nhắc đến La Mã cổ đại, chúng ta nghĩ ngay đến những công trình kiến trúc tuyệt tác tinh xảo trải dài khắp nước Ý. Trong đó, ngoài đấu trường La Mã Colosseum, khải hoàn môn Constantinus thì cũng không thể không nhắc đến đền thờ Pantheon huyền thoại, nơi được mệnh danh là đền thờ của các vị thần. Điện Pantheon là một trong những di tích thuộc La Mã cổ đại được bảo tồn nguyên vẹn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Theo ghi chép, công trình này được hoàn thành vào khoảng năm 126 đến năm 128 sau Công nguyên, dưới thời trị vì của Hoàng đế Hadrian. Điện Pantheon nằm trên địa điểm của một công trình kiến trúc cùng tên trước đó, được xây dựng vào khoảng năm 25 trước Công nguyên. Được biết đến là đền thờ của các vị thần La Mã, tên của công trình này có nguồn gốc từ tiếng Latin với pan, có nghĩa là tất cả, và theo, nghĩa là các vị thần. Điện Pantheon lần đầu bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn vào khoảng năm 80 sau Công nguyên. Sau đó, đền thờ này mới được xây dựng lại bởi Hoàng đế Domitian, nhưng khoảng 30 năm sau nó lại một lần nữa bị hủy hoại nặng nề do hỏa hoạn. Trong suốt một thời gian dài sau đó, Pantheon bị rơi vào tình trạng hư hỏng do không được bảo trì. Sau đó, vào năm 118 đến năm 124, dưới triều đại vua Publius Iulius Hadrianus, Pantheon được xây dựng lại hoàn toàn với thiết kế tồn tại cho đến ngày nay. Pantheon sau đó được duy trì và tân trang bởi các vị hoàng đế là Septimus Severus và Caracalla trong khoảng thời gian 193 đến năm 217 sau Công nguyên. Trong suốt hai thế kỷ đó, Pantheon hoạt động như một ngôi đền thờ các vị thần với các nghi lễ hiến tế động vật phổ biến. Đến năm 609, Hoàng đế Byzantine Phoca giao nó cho giáo hoàng Boniface IV, nó đã trở thành nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sau sự chuyển đổi to lớn này, nó cuối cùng đã trở thành nơi chôn cất các nhân vật lịch sử của vùng đất này như vị vua đầu tiên của nước Ý Vittorio Emmanuel II và con trai của ông là Umberto. Đây cũng là nơi an nghỉ của họa sĩ Raphael, nhà soạn nhạc Arcangelo Corelli và kiến trúc sư Baldassare Pirozzi. Theo cách thức độc đáo của người La Mã cổ đại, họ dùng một bán cầu rỗng với một lỗ hồng ở trên đỉnh làm đồng hồ, đó được gọi là đồng hồ mặt trời. Với cấu trúc xây dựng được thiết kế của ngôi đền Pantheon, người ta cho rằng đây là một chiếc đồng hồ mặt trời lớn nhất hành tinh khi có, với kích thước cao 43m, dài 84m và chiều rộng lên đến 58m. Họ đã đưa ra lý giải bằng cách nghiên cứu ánh sáng mặt trời chiếu qua Oleucus vào những ngày quan trọng trong năm như sau. Trong hai ngày xuân phân và thu phân vào tháng 3 và tháng 9, ánh sáng mặt trời chiếu qua lỗ hổng sẽ đến đúng chỗ nối giữa tường và mái vòm ở cửa lớn phía bắc của ngôi đền. Ông Giulio Mai, một nhà lịch sử chuyên nghiên cứu các kiến trúc cổ thuộc trường Đại học Bách khoa Milan ở Italia, và Robert Hanna, một học giả thuộc trường Đại học Otago ở New Zealand, họ đã phát hiện ra rằng chính xác vào giữa trưa thời gian xảy ra điểm phân, một chùm sáng hình tròn chiếu xuyên qua mắt đền và rọi sáng lối vào của ngôi đền. Họ đưa ra giả thuyết rằng đây là thời điểm Hoàng đế La Mã bước vào đền để làm lễ nhân tháng điểm phân. Giáo sư Mai từng nói, Hoàng đế được chiếu sáng như thể ông đang ở trong xưởng phim. Người La Mã cổ đại tin rằng quan hệ giữa Hoàng đế và thiên đường là chặt chẽ nhất vào thời gian xảy ra điểm phân trong năm. Ngôi đền được chống đỡ bởi 16 cây cột Corinthian được làm bằng đá cẩm thạch nặng đến 60 tấn, cao 11,8m và đường kính 1,5m. Chúng được vận chuyển từ Ai Cập về Rome một cách kỳ công. Những người vận chuyển sẽ kéo những cây cột suốt chặng đường 100 km từ mỏ đá đến bờ sông Nin trên những chiếc xe bằng gỗ. Sau đó sẽ đi theo đường vượt địa Trung Hải đến cảng Ostia của La Mã, rồi được kéo bằng xà lan theo sông Tiber đến Rome. Thành quả của những công đoạn vô cùng gian nan này chính là công trình kiến trúc đồ sộ, vững chãi, được lưu giữ cho đến ngày nay. Có thể nói rằng, thiết kế kiến trúc của Pantheon đã tạo nguồn cảm hứng cho vô số công trình kiến trúc quan trọng trong lịch sử, trải dài từ châu Âu cho đến châu Mỹ. Ngày nay, Pantheon vẫn tiếp tục hoạt động như một nhà thờ, đồng thời là một địa điểm du lịch đặc trưng của thủ đô Rome, nước Ý. Về kiến trúc xây dựng nên Pantheon, đền thờ này chủ yếu làm từ gạch và bê tông. Đền Pantheon bao gồm 3 phần, một mái hiên với các cột đá granite, một nhà thờ lớn có mái vòm và một khu vực hình chữ nhật nối hai phần còn lại. Với đường kính 43,2m, trần nhà hình vòm là trần nhà lớn nhất trên thế giới vào thời điểm nó được xây dựng. Trên đỉnh của mái vòm có một lỗ hồng, hay còn gọi là oculus, có chiều rộng 8,2m. Bên cạnh đó, các bức tường và sàn của nhà thờ cũng được trang trí bằng đá cẩm thạch và mạ vàng. Khi nghệ sĩ tài ba bậc nhất thời phục hưng Michelangelo nhìn thấy Pantheon, ông đã nói rằng đó là thiết kế của các thiên thần, không phải của con người. Điện Pantheon cũng đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với kiến trúc sư vĩ đại thời phục hưng Andrea Palladio, cũng như vô số kiến trúc sư sau này, ở châu Âu và hơn thế nữa. Điện Pantheon, còn gọi là Le Pantheon, là một công trình lịch sử nằm trên đồi Sainte-Geneviève, thuộc quận 5, thành phố Paris. Công trình này nằm trong khu phố Latin, được bao quanh bởi nhà thờ Saint-Étienne-du-Mont, Thư viện Sainte-Geneviève, Đại học Paris 1, Pantheon Sorbonne, Đại học Paris 2, Pantheon Ursa, Tòa thị chính quận 5 và Trung học Henri 4.
Ban đầu Pantheon là một nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 18 để bảo quản thánh tích của Thánh Genevieve. Nơi đây từng được chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của nước Pháp. Hiện nay điện Pantheon là nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật lịch sử và những người làm rạng danh cho nước Pháp. Năm 1744, trong khi đang lâm bệnh nặng tại Metz, vua Louis XV đã đưa ra lời nguyện rằng nếu khỏi bệnh, ông sẽ xây một nhà thờ thay thế tu viện Genevieve cũ nát để dâng kính Thánh Genevieve. Sau khi hồi phục sức khỏe và trở lại Paris, ông lập tức ra lệnh cho hầu tước Marigny xây dựng một nhà thờ đặt trên nền của tu viện Sainte-Geneviève khi đó đang xuống cấp. Geneviève sinh tại Nantes vào khoảng năm 420. Bà rất sùng đạo và đã tiên đoán về những trận chiến của kẻ ngoại xâm Attila. Từ năm 395 đến năm 453, là vua những người Hung sống nơi cao nguyên Hongria, Pannonie, nhưng sẽ không chiếm được làng của bà là Lutte, nay là Cité de Paris. Attila thua nơi chiến trường Catalonic, nhưng năm 452 lại tràn qua Ý, nhưng nhờ Đức Giáo Hoàng Léon Le Grand thuyết phục ông ta bằng cách cho một bộ lạc để đổi khỏi chiến tranh. Attila rút về Pannonie và đế quốc của ông không tồn tại sau khi ông mất. Genevieve mất khoảng 500 và được mai táng trong nhà thờ riêng bằng gỗ trên ngọn đồi nhìn xuống bờ bên trái sông Seine. Có nhiều phép lạ xảy ra trên mộ của Genevieve. Ngôi mộ của bà sau đó trở thành nơi hành hương và được phụng thờ. Hòm đựng thánh tích của Thánh Genevieve được đem ra mỗi khi có dịp. Di vật của bà, phần lớn đã bị tiêu hủy trong chiến tranh, hiện giờ được giữ tại nhà thờ Saint-Étienne-Jaumont đằng sau Pantheon. Cũng trên ngọn đồi này, năm 508, vua Clovis I, sinh năm 465 mất năm 511, xây tu viện Saint-Pierre và Saint-Paul và sau đó ông cũng được yên nghỉ nơi đây. Tu viện Saint-Pierre và Saint-Paul vào thế kỷ 12 được đổi thành tu viện Genevieve. Năm 1755, hầu tước Marigny giao trách nhiệm thư xây hiện việc xây dựng nhà thờ cho kiến trúc sư Jacques-Germain Soufflot. Từ năm 1791 đến năm 1793, tòa nhà được Quatremer de Quincy cải tạo toàn diện để biến thành một Pantheon, một lăng danh nhân. Sau khi cách mạng Pháp bùng nổ ra và với sự đề nghị của Claude Emmanuel de Pasteuret, Hội đồng lập hiến 1789 đã đưa ra sắc lệnh ngày 4 tháng 5 năm 1791. Theo đó, Pantheon không còn giữ chức năng của một nhà thờ mà trở thành nơi chôn cất những người công hiến đặc biệt vĩ đại cho nước Pháp, để cho ngôi đền của tôn giáo trở thành ngôi đền của đất nước, để cho ngôi mộ của một người vĩ đại trở thành bàn thờ của quyền tự do. Ở phía trước ngôi đền, cũng theo đề nghị của Pasteuret, người ta khắc thêm dòng chữ Ox Grand Homme, La Patrie Reconnaissance, dịch nghĩa là Tổ quốc nhớ ơn những con người vĩ đại. Dưới thời đệ nhất đế chế, một sắc lệnh khác được đưa ra ngày 20 tháng 2 năm 1806, lại nhận thêm nhiệm vụ là nơi tiến hành các nghi thức tôn giáo. Từ năm 1821, toàn bộ ngôi đền được trở thành nhà thờ. Dưới thời vua Louis 18 và Charles 10, từ ngày 15 tháng 8 năm 1930, Pantheon được đặt tên lại thành Temple de la Gloire, Điện Vinh Quang, từ năm 1848 đến năm 1851 là Temple de l'Humanité, Điện Nhân Loại. Pantheon còn một lần nữa trở thành nhà thờ dưới thời đệ nhị đế chế, từ năm 1851 đến năm 1870. Mãi cho đến năm 1885, cùng với sự kiện di cốt nhà văn Victor Hugo được đưa vào điện, nhà thờ Thánh Genevieve mới hoàn toàn bị rút khỏi khu vực điện Pantheon, nơi đây chỉ còn lại nơi chôn cất những con người làm rạng danh nước Pháp. Truyền thống đưa những người nổi tiếng vào chôn tại các Pantheon đã có từ thời Ai Cập cổ đại, sau đó là Hy Lạp và La Mã. Việc xét duyệt những người đủ tư cách đưa vào điện Pantheon Paris An Nghỉ cũng tuân theo truyền thống này, tuy vậy có nhiều thay đổi theo từng thời kỳ của lịch sử Pháp. Vào năm 1791, khi điện Pantheon mới chính thức có sắc lệnh thành lập, Hội đồng lập hiến là cơ quan quyết định những người có đủ tư cách chôn cất tại Pantheon. Trong thời đế chế thứ nhất, đương nhiên Napoleon I là người có quyền tối cao trong quá trình xét duyệt. Đến thời đệ Tam Cộng Hòa thì các nghị sĩ là những người có quyền đề cử và quyết định ai sẽ được đưa vào điện. Vì lý do này có những quyết định gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ nghị viện Pháp như việc đưa Émile Zola vào Pantheon năm 1908. Hiện nay quyền quyết định tối cao thuộc về Tổng thống Pháp. Tính đến năm 2007, người ta thống kê được tổng cộng 76 người đã được ra quyết định đưa vào Pantheon An Nghỉ. Trong số này có những người bị rút ra khỏi điện. Cũng có trường hợp tuy có quyết định, nhưng quyết định đó lại không được thi hành. Vì vậy, tính đến nay trong Pantheon có tổng cộng 65 ngôi mộ, trong đó 3 ngôi mộ được đưa vào vì lý do đặc biệt. Honoré Mirabeau, năm 1701, là người đầu tiên được đưa vào Pantheon và bị trục xuất năm 1794 vì thông đồng với vua Marie Curie. Năm 1995 là người phụ nữ đầu tiên có mộ ở Pantheon, Alexandre Dumas, năm 2002, người cuối cùng được có mộ ở Pantheon tính đến nay. Bên cạnh các sự kiện lịch sử, điện Pantheon còn nổi tiếng với thí nghiệm con lắc vô công.
Năm 1851, nhà vật lý học Jean Bernard Léon Foucault, trong khi tìm nơi thực hiện thí nghiệm chứng minh sự tự quay của trái đất, đã sử dụng điện Pantheon, vì chỉ có tòa nhà này mới đủ độ cao cần thiết để treo con lắc. Từ năm 1995, một con lắc Foucault mới đã lại được hoạt động trong Pantheon. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.